Có đôi khi chúng ta trị bệnh tiền tỷ không hết, nhưng có đôi khi chúng ta chỉ sử dụng một cái loại cây thuốc đơn giản thôi mà chúng ta gặp thường ngày, nhưng có một cái người nào đó mách bảo chúng ta thì chúng ta về chúng ta sử dụng thôi, nhưng mà nó lại hết. Đó là một cái gọi là một cái duyên, một cái gọi là một cái cơ địa. Không phải là tiền nhiều thì trị bệnh sẽ hết đâu. Thì theo mình nghĩ như vậy, cái quan trọng là mình trị bệnh đúng thuốc là nó sẽ hết thôi. Xin chào các bác anh chị. Thì hôm nay Hải sẽ mang đến cho các bác anh chị mình một cái loại cây, một cái loại dược liệu mà rất là quen thuộc với các bác anh chị mình luôn. Nó có thể giúp chúng ta hỗ trợ được huyết áp, nó có thể giúp chúng ta trị được cái bệnh là suy nhược cơ thể, suy nhược cơ thể và bảo vệ gan. Ngoài ra nó còn rất là nhiều cái công dụng rất là tuyệt vời khác. Loại cây này thì lúc trước mình đã chia sẻ cho các bác anh chị mình rồi, nhưng mà cũng rất là lâu rồi. Hôm trước thì mình chia sẻ cho các bác anh chị mình là chủ yếu là để chúng ta làm đẹp da thôi, trị thâm nám tàn nhang thôi. Nhưng hôm nay mình lại chia sẻ cho các anh chị mình là cái này nó có tác dụng là nó sẽ giúp cho chúng ta tốt về sức khỏe. Đó là loại cây gì mà lại có nhiều cái công dụng giúp ích cho sức khỏe tốt như vậy? Đây này các anh chị. Đây này các anh chị. Các anh chị nhận ra đây là cái lá của cây gì không? Đây. Cây này lúc trước mình đã chia sẻ cho các anh chị mình rất là nhiều rồi. Đó, cái cây nó lên cao vậy đó. Và cái lá của nó đây. Cây này là cây chùm ngay các bác anh chị mình ha. Cây chùm ngay này nó có rất nhiều tác dụng. Hôm trước mình đã chia sẻ cho các anh chị mình nó sẽ giúp chúng ta giảm thâm nám, trị thâm nám, tàn nhang rất là tốt. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho các anh chị mình thêm một số tác dụng từ cái cây chùm ngay này để chúng ta có thể áp dụng vào cuộc sống và giúp đỡ được cuộc sống chúng ta. Cho nó đỡ tốn chi phí, tốn tiền bạc. Rồi, mình sẽ bẻ một số nhánh, một số cái lá. Nó cái chùm ngay thì các anh chị mình cũng biết rồi ha. Nó nấu canh ăn rất là tốt. Rồi, mình sẽ đi đến những bài thuốc rất tuyệt vời. Mời các anh chị. Thì đây này các anh chị, mình đã cho các anh chị xem rồi đó. Đây là cây chùm ngay. Cây chùm ngay này nhà mình trồng và dùng để nấu canh ăn thường xuyên. Cây chùm ngay này nó rất là tốt cho sức khỏe chúng ta. Những cái lượng dưỡng chất ở trong cái cây chùm ngay này nó rất là nhiều, rất là phong phú. Và từ đó nó giúp đỡ sức khỏe chúng ta rất là tuyệt vời. Nếu sau khi xem xong cái video này, nhà mình chưa có cây chùm ngay để trồng, thì các anh chị mình nên đi đến những cái chỗ mà bán cây cảnh hoặc là bán cây giống á. Đó, các anh chị mình tậu cho mình mua một cái cây chùm ngay về trồng rất là lẹ lớn luôn. Và khi mà nó lớn rồi thì các anh chị mình chặt cái nhánh nó ra và các anh chị ghim thì nó sẽ lên thôi, nó trồng bằng nhánh được ha. Và để biết thêm rõ về cái cây chùm ngay này thì chúng ta sẽ đi vào những cái chi tiết thành phần của cây chùm ngay này. Rồi. Thì cây chùm ngay này ngoài cái tên cây chùm ngay thì nó còn có tên là cây ba đậu dại. Cái bộ phận dùng của cây chùm ngay này là mình dùng được nhiều bộ phận trong cái cây chùm ngay lắm. Chúng ta dùng bộ phận rễ nè, quả nè, lá non, hoa và các cái nhánh non như thế này. Đó, chúng ta nói chung là cây chùm ngay này chúng ta dùng được hết luôn. Đó, và nó rất là tốt luôn. Khi mà chúng ta thu hoạch để chúng ta làm thuốc á, nếu chúng ta ăn thì chúng ta ăn hàng ngày. Chúng ta ăn mùa nào cũng được, nhưng mà khi mà chúng ta thu hoạch để làm thuốc á, thì chúng ta tốt nhất là chúng ta phải thu hoạch vào tháng 7 và tháng 9 âm lịch, thì nó sẽ có những cái chất nhiều nhất trong cái cây này, nó giúp cho cơ thể chúng ta tốt nhất. Đó, về theo đông y thì cái rễ của cây chùm ngay này á, thì nó có tính là kích thích da, giúp nói chung là kích thích máu á, lưu thông tốt, có nghĩa là nó sẽ bổ máu chúng ta và nó sẽ trợ tim. Và nó sẽ bổ rất tốt cho cái hệ tuần hoàn của chúng ta và hệ tiêu hóa của chúng ta nữa. Cái vỏ của cái cây chùm ngay này thì nó sẽ tốt cho hệ thần kinh chúng ta. Đó. Và cái quả hạt và nhựa của cái cây chùm ngay này thì nó sẽ giúp chúng ta giảm đau nhức. Rồi, thì để đi vào những cái bài thuốc thì bây giờ hãy xin mời các anh chị mình hôm nay hãy chia sẻ cho các anh chị mình là ba cái bài thuốc để chúng ta có thể trị được cái bệnh từ cây chùm ngay này. Bài thuốc thứ nhất là cái bài thuốc trị là suy nhược cơ thể nè, ổn định huyết áp và nó sẽ bảo vệ gan cho chúng ta.
Rồi chúng ta sẽ đi vào những bài thuốc của bác anh chị mình ha. Thì bài thuốc thứ nhất á, mình muốn chia sẻ cho cô bác anh chị mình á, đó là cái bài thuốc trị suy nhược cơ thể nè, ổn định huyết áp nè và bảo vệ gan. Cái bài thuốc này rất là đặc biệt của bác anh chị mình. Cô bác anh chị mình thấy cái công dụng của nó chưa? Trị suy nhược cơ thể nè, bảo vệ gan và ổn định huyết áp. Rất là hiếm những cái loại cây nào mà nó ổn định huyết áp của bác anh chị mình nè. Bởi vì sao? Có những loại cây á, là nó trị cao huyết áp thì nó khi mà chúng ta trị hết cao huyết áp rồi chúng ta sẽ ngưng, chúng ta không có sử dụng được. Và có những loại cây trị cao huyết áp thì huyết áp chúng ta thấp rồi thì chúng ta trị đến cao thì chúng ta sẽ ngưng không trị được nữa. Đó, đến khi nào nó tụt xuống thì chúng ta mới trị thôi. Còn riêng cái cây này, Hải đã cũng nói rất là nhiều lần về vấn đề của những cái loại cây như thế này, nó ổn định được huyết áp, có nghĩa là chúng ta sử dụng đều đặn, không sao hết. Huyết áp chúng ta nó ổn định, nó sẽ không lên hoặc không xuống, như vậy thì rất là tốt luôn. Đó. Rồi, trị suy nhược cơ thể nè, ổn định huyết áp và bảo vệ gan cho chúng ta. Bảo vệ gan là tuyệt vời không các anh chị mình ha. Bảo vệ gan chứ không có phải trị bệnh gan ha các anh chị mình ha. Nếu các anh chị nào muốn cần thiết bài thuốc trị bệnh gan thì cứ vào kênh. Trong kênh Hải rất nhiều bài thuốc trị bệnh gan. Rồi. Để có bài thuốc thì rất đơn giản. Các anh chị lấy cho Hải là 150g cái lá ha. Cái lá non. Các anh chị mình chọn những cái lá non như thế này. Đây. Đó, 150g. Rồi, các anh chị lấy cho Hải là 300ml nước nấu sôi để nguội. Rồi, để đó hai cái. Lá non này, lá chùm ngay này, cô bác anh chị ngâm con nước loãng rửa sạch con nước sạch đi. Lưu ý rằng cái lá này chúng ta rửa nó giống như là rửa lá, người ta gọi là nước đổ lá môn vậy đó. Nó không có thấm nước. Nhưng mà chúng ta cũng phải rửa, ngâm con nước loãng rửa nước sạch để ráo ha. Và cô bác anh chị giã nát ra cho Hải. Ha, giã cho thật nhuyễn ra hoặc xay nhuyễn ra. Đó. Xong thì cô bác anh chị là đổ 300ml nước nấu sôi để nguội hồi nãy mình đã để sẵn ở đó, để đổ vào đó. Đó. Xong. Cô bác anh chị là để đó cho nó quậy cho nó đều ra, quậy cho đều ra và cô bác anh chị chắc lọc lấy nước và bỏ bã đi. Và cái nước đó cô bác anh chị bỏ thêm cho Hải là hai muỗng canh mật ong rừng thiên nhiên. Hai muỗng canh là cái muỗng mà để chúng ta múc cơm chúng ta ăn đó. Cái muỗng nó gọi là muỗng canh. Thì cô bác anh chị bỏ vào hai muỗng mật ong rừng thiên nhiên vào đó, quậy cho đều ra và chia làm 3 lần uống trong ngày. Rồi, một cái cách cực kỳ tuyệt vời, rất đơn giản, độc vị. Từ cái cây chùm ngay thôi. Bởi vì sao mà nó độc vị? Bởi vì nó rất là tốt cho sức khỏe chúng ta. Nó rất là nhiều cái chất trong cái cây chùm ngay này, cho nên là chỉ cần độc vị thôi nó đã giải quyết được vấn đề cho chúng ta rồi. Rồi, bài thuốc thứ hai, đó là cái bài thuốc trị là máu nhiễm mỡ nè, xơ vữa động mạch, nó tăng cholesterol ở trong máu chúng ta đó. Và nó sẽ ngăn ngừa sự hình thành của sỏi oxalat. Sỏi oxalat có nghĩa là cái sỏi thận hoặc cái sỏi bàng quang của bác chị mình. Thực chất ra cái sỏi thận và sỏi bàng quang chỉ là một thôi. Bởi vì khi mà chúng ta bị sỏi thận thì bằng cách nào hoặc lâu ngày thì cái sỏi trên thận nó sẽ tuột từ từ xuống, tuột xuống dưới bàng quang, gọi là sỏi bàng quang. Nhưng thực chất ra nó cũng là sỏi thận mà nó tuột xuống bàng quang, gọi là sỏi bàng quang đó. Khi mà chúng ta muốn trị sỏi thận thì Hải cũng đã nói kỹ rồi, thì chúng ta nên trị sỏi thận thì nếu mà nhỏ đó thì chúng ta sẽ uống thuốc và nó sẽ tuột xuống dần dần, tuột xuống dưới bàng quang, rồi từ bàng quang nó sẽ đi qua cái đường tiết niệu, nó sẽ ra ngoài đó. Như vậy là có nghĩa là sỏi bàng quang và sỏi thận nó là một, nhưng mà nó ở hai vị trí khác nhau thôi. Rồi, cái bài thuốc này nó sẽ ngăn ngừa sự hình thành của sỏi đây. Và những anh chị em nào mà có nước tiểu đục, nước tiểu mà có khoáng chất, có dinh dưỡng, gọi là nước tiểu đục, có cặn, gọi là cặn, thì chúng ta sử dụng những cái cách này cũng rất là tuyệt vời. Nó sẽ ngăn chặn hình thành sỏi. Rồi, rất đơn giản. Các anh chị lấy cho Hải là 300g cái rễ, 300g cái gọi là ba lạng, cái rễ của cây chùm ngay tươi. Còn nếu chúng ta dùng khô thì các anh chị lấy cho Hải là 30g. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì cái rễ cái chùm ngay này nó chứa đựng rất là nhiều nước. Khi mà chúng ta phơi khô thì nó sẽ teo lại rất là nhiều lại. Đó. Cho nên là chúng ta nếu mà bình thường những cái thuốc khác thì tỷ lệ là 1:3. Ví dụ như là ba cái tươi thì sẽ thành một cái khô 1:3 đó. Ví dụ 9g thì nó sẽ 9g tươi thì nó làm là 3g khô. Còn có loại thì 1/2, ví dụ như là 10g tươi thì khi chúng ta sử dụng khô thì chúng ta sử dụng 5g. Đó, còn cái loại này 300g tươi thì chúng ta sử dụng là 30g, là 1/10. Đó. Ở đây Hải chia sẻ là kỹ như vậy để chúng ta có thể có một cái nhìn rõ ràng hơn, bởi vì sợ rằng có một số của bác chị mình nó kêu nó muốn cho nhiều nó cho. Là như vậy thì cũng không đúng hơn của bác chị mình ha. Tùy theo cái loại thuốc mà Hải có một cái liều lượng nhất định. Liều lượng đó là liều lượng của sách vở đưa ra, chứ không phải là tự Hải dám đưa ra. Hải không có gan đến cỡ đó đâu của bác chị mình Bởi vì sức khỏe của bác chị mình là trên hết. Hải không dám đùa cợt hoặc là giỡn cợt đâu.
hãy rất là nghiêm túc trong vấn đề này. Rồi đi lại và đi quay ngược về bài thuốc, thì cô bác anh chị lấy cho Hải 300g cái rễ tươi của cây chùm ngay, và cô bác anh chị là rửa sạch đi, nếu tươi thì rửa sạch đi, còn nếu khô thì 30g ha, còn nếu tươi thì 300g và rửa sạch. Cô bác anh chị xắt nhỏ ra và cô bác anh chị bỏ cái nồi, đổ cho Hải 1 lít nước và nấu sôi lên 15 phút, và cô bác anh chị là lọc lấy nước và cô bác anh chị uống trong ngày cho Hải ha, uống trong ngày cho Hải. Đó là cái cách mà để chúng ta có thể là trị được máu nhiễm mỡ nè, ngăn ngừa sơ vữa động mạch nè, đào thải cholesterol có xấu trong cái máu chúng ta, nó gây sơ vữa động mạch đó. Đó, và nó sẽ ngăn ngừa được cái sự hình thành của oxalate, sỏi oxalate. Rồi bài thuốc thứ ba đó là cái bài thuốc trị u xơ tuyến tiền liệt cho chúng ta đây. Thì để có cái bài thuốc trị u xơ tuyến tiền liệt từ cái cây chùm ngay này rất đơn giản thôi cô bác anh chị mình nè. Cái quan trọng là chúng ta phải có lòng tin nè, và chúng ta phải có dược liệu nguyên liệu ha. Sau khi cái video này về á, cô bác anh chị mình nên tậu cho mình một cây về trồng ha, để nấu canh ăn hàng ngày. Nó lớn lên thì chúng ta môi rễ lên chúng ta trị bệnh rất là tốt luôn. Cái rễ nó ngâm rượu rất tuyệt vời. Hôm nào mình chia sẻ cho các anh chị mình một cái mèo để ngâm rượu cái rễ của cây chùm ngay này, mà nó sẽ giúp chúng ta rất tuyệt vời về sức khỏe ha. Rồi đi vào bài thuốc, thì các anh chị mình là lấy cho Hải 100g cái rễ của cây chùm ngay tươi, 100g rễ cây chùm ngay tươi. Các anh chị lấy cho Hải là 80g cái lá của cây trinh nữ hoàng cung ha. Cái trinh nữ hoàng cung thì lúc trước Hải đã chia sẻ trong kênh rồi, 80g lá trinh nữ hoàng cung tươi và 100g cái rễ cây chùm ngay tươi. Cô bác anh chị ngâm vào đúng cái lọ, rửa nước sạch để ráo đi, và cô bác anh chị bỏ vào một cái nồi, đổ cho Hải 2 lít nước, nấu sắc lại cho Hải còn nửa lít, còn 0.5 lít á, nấu sắc lại còn nửa lít, và cô bác anh chị chia làm nhiều lần, từ hai đến ba lần uống trong ngày cho Hải. Nửa lít nước đó chia làm 2 đến 3 lần uống trong ngày cho Hải. Đó là cái bài thuốc trị u xơ tuyến tiền liệt rất tuyệt vời từ cái rễ cây chùm ngay và cái lá của trinh nữ hoàng cung. Từ nãy giờ 3 bài thuốc á, thì cô bác anh chị mình thấy là cái cây chùm ngay này nó rất là tốt. Như vậy thì nó ít, rất ít kết hợp với lại những cái cây thuốc khác đó. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng cái chùm ngay này để bồi bổ cơ thể, thì trong cái chùm ngay này nó rất là nhiều cái chất để nó bồi bổ lại cho cái sự thiếu chất, thiếu dinh dưỡng của cơ thể chúng ta, và nó sẽ bồi bổ lại, nó khôi phục lại chức năng cho cơ thể chúng ta rất là tốt. Cái chùm ngay này Hải đã chia sẻ làm đẹp trong kênh rất là lâu rồi. Cái bài thuốc mà trị tàn nhang thâm nám á, thì trong kênh cũng đã chia sẻ rất lâu rồi. Hôm nay Hải mới chia sẻ lại cái chùm ngay này mà nó sẽ giúp đỡ cho sức khỏe chúng ta. Thì cũng đã xong rồi. Thì cuối video Hải cảm ơn các bác chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ trong suốt hàng thời gian qua. Thì Hải không biết nói gì hơn là cảm ơn các bác chị mình rất nhiều, và Hải luôn luôn có tinh thần cao nhất để luôn đi tìm những cái bài thuốc và những cái dược liệu mà nó thân thuộc, dễ tìm, dễ làm, dễ kiếm và rất là rẻ tiền. Đôi khi cũng chúng ta chỉ bỏ sức ra thôi mà chúng ta lại có dược liệu rồi. Như vậy để làm gì? Như vậy là để cho những cô bác chị mình có hoàn cảnh khó khăn, không có tiền chạy chữa bệnh, có được một cái tia hy vọng, một cái bài thuốc để chúng ta có thể hy vọng sống tiếp. Có đôi khi chúng ta trị bệnh tiền tỷ không hết, nhưng có đôi khi chúng ta chỉ sử dụng một cái loại cây thuốc đơn giản mà chúng ta gặp thường ngày, nhưng có một cái người nào đó mách bảo chúng ta thì chúng ta về chúng ta sử dụng thôi, nhưng mà nó lại hết. Đó là một cái gọi là một cái duyên, một cái gọi là một cái cơ địa. Không phải là tiền nhiều thì trị bệnh sẽ hết đâu. Thì theo mình nghĩ như vậy. Cái quan trọng là mình trị bệnh đúng thuốc là nó sẽ hết thôi. Rồi thì cảm ơn các bác chị mình. Cuối video Hãy chúc các bác chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Video Hãy đến đây Hãy xin được kết thúc. Bye bye các bác chị mình nha.